đâu có biết đâu. Tức là xay, xay xong rồi lọc lấy nước cho uống. Xay lọc lấy nước cho một chút muối thôi. À, cho chút muối vào. Thôi để nguội mình bỏ vào mình lọc. Cái liều lượng nó khoảng bao nhiêu chị? Một nắm. Một nắm thì nó bởi vì nó là nó không có độc hại cái gì hết đấy. Ừ. Nó là kháng sinh nhẹ mà. Ừ. Ừ, thích lắm. Cỏ mực này chữa nhiều bệnh lắm. Nhiều bệnh lắm. Ừ. Rồi thận rồi thiếc gì cũng chữa được. Tất cả mọi cái tốt, chỉ có cái này. Thì nó mọc kệ cho nó. Chảy máu mà chảy máu, chị bảo chảy máu mà nấu tắm nó, là chảy máu như thế. Nó bị chảy máu đường ruột đấy. Đấy rồi, nhưng với cả chị bảo bị chảy máu gì nữa? Ví dụ như là chân tay của chân tay của sạch sẽ. Sát trùng. Lấy cái này ngâm nấu với cả cây chó đẻ cho tí muối và ngâm vết thương rất tốt. Ừ. Nhà này cái này cũng tốt lắm, phải đem bây giờ mình đổ hết đấy, nữa có phá hết nhà, tại vì không có đất đấy. Đất. Trồng chậu cảnh thì vứt hết đi. Ừ. Cái này bây giờ phải để cho nó sống tuyệt chủng. Đúng. Dần dần bê tông hóa hết rồi. Bê tông hóa hết. Chào chị nhá. Đây này. Này ở đâu nó vứt ở đâu bay lên đấy đấy. Cái này là chữa chảy máu dạ dày rất tốt. Nói chung là nó có nhiều tác dụng chữa bệnh lắm, cây quả mực này. Mình đã có các video hướng dẫn rồi, nhưng mà bây giờ có chị hàng xóm chị nói là chảy máu dạ dày mà lọc xay lên là lọc cho uống là khỏi. Quên hỏi là uống mấy lần thì khỏi. Nhưng mà cái này thì nó cũng không độc hại gì, mình đã từng luộc để ăn nhưng mà nó cũng hơi khó ăn tí. Người ta không có độc hại gì nên mình có ăn thì cũng không có sợ gì. Ngoài ra nó còn chữa sỏi thận rất là tốt. Hoặc là em bé, mình có video hướng dẫn là em bé trong khi chưa đầy tháng mà chúng ta lấy cái cây cỏ mực này chúng ta trà sát lên những cái tay chân thì sau này em bé nó sẽ không bị mọc lông. Đó, tay chân hoặc má hoặc là môi. Ví dụ như em gái nữ mà chúng ta em gái mà chúng ta không muốn nó mọc lông dọc mặt hay là dọc ria giống như đàn ông ấy, thì mình trà lúc nó chưa đầy tháng. Mình trà hết những cái chỗ cần trà như là chân tay, bụng như thế. Cái này là các bà ở quê mình rất là hay làm. Thế còn chị hàng xóm vừa cho biết thêm là nó còn chữa chảy máu dạ dày, hoặc là mình nấu cái này với cây chó đẻ cho tí muối vào ngâm vết thương sát trùng rất là tốt. Có nhiều cái thuốc ở quanh mình nhưng mà mình không biết. Cái này thì mình biết một số tác dụng chữa bệnh của nó nên mình đã trồng ở trong vườn của mình. Còn đây là nó tự mọc ở đây thì mình để cho nó phát triển ở đây luôn. Rồi, cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Hãy đăng ký kênh của chúng tôi và bấm chuông để theo dõi nhiều video về nhiều lĩnh vực khác nhau. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn. Chụp cái ảnh nhé.